Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc trời giảm mưa và trời có nắng về trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại đây phổ biến trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Cần lưu ý từ chiều tối nay, Bắc Bộ sẽ có mưa dông trở lại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo đợt mưa dông lần này tại các tỉnh miền Bắc sẽ còn kéo dài trong khoảng từ 3 đến 5 ngày tới, nên bà con người dân sinh sống trên khu vực này cần hết sức chú ý. Đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, mưa vẫn xuất hiện rải rác về chiều và tối, với nhiệt độ trưa chiều tại hầu khắp khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Lưu xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giảm dần chỉ còn ở diện một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại hai khu vực này cũng sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, quần đảo Hoàng Sa trời nắng ráo, còn quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió ở trên cả hai vùng biển ở cường độ trung bình cấp 3, tình trạng biển bình thường.